mà như vậy là nó không nhờ thì tụi tôi ủa thế mà sao tụi tôi lai vô vậy được, bây giờ coi phi lông chó chó thì đèo lên sân thượng được không, tụi thật á, cho nên ở đây là không ớt ngồi đó được gì cả. Còn bắt đầu bây giờ nó xấu là xấu kiểu mà tiểu nhân tiểu xảo à, bọn chúng vô chỉ có thì coi xăm soi chỗ nào cũng địch thủ nào hơn, cái bắt đầu là đi ra ngoài lưu ra à, chứ gọi cái đó là cũng phi lông nghe, không phải tụi tôi đâu, tôi không phải cái kiểu lãnh đổ thời gian làm đó, nó cũng không cần làm xin thưa. Do đó đó, do đó mà sáng nay có hai điều quý vị chú ý, ở nước ngoài là cơ tiết cũng bắt đầu đưa hình ảnh tại nhà lên tấn công tại nhà, trong nước phi lông chó bày đặt cái việc quạt ra cái trùm cuối cô em tâm thì để luôn mạnh trong quạt gì à, bây giờ chỉ qua nước bò đó à, quạt phát lỗ bây giờ nước bò từ đó phi lông chó lúc này tôi không có chụp được đó, tôi không chụp được đó, và ai phi lông chó mò được hai không mò được ai vào ra mà có được nhốt cái phòng trọ này đều bèo gà mò người tăng cơ mà những cái dạng mà sáu mấy bảy buổi đầu rồi đi lên chửi không có kể chửi không thắng, chửi cũng phi lông chó là chửi không có thắng, không thắng là có nghĩa là phanh, miền Bắc gọi là phanh, có cái gì đâu đi là không hết hồi trong cái trên Việt Nam mình làm đúng cái gò cái gì đó để chửi người Việt Nam để vô bắt đầu thay áo bắt đầu đổi nít thành phi lông chó gia lô còn bỏ thạch sơn thì nếu mà chú ý hồi cái trên Việt Nam mà nói từ cái địa là nít ra là bỏ thạch sơn rồi là đi làm những trong cờ thật lên đủ nổ 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 banh nhà lòng đẩy ra con xuống khi người ta từng tập ra đầu thì bắt đầu lên chửi bừa để lắp tiếng, nên nhớ là tiếng chửi không bao giờ lắp được cái hốt xào lá mà chích phi long đào ra, phi long đào ra những cái hốt xào lá rồi để đưa tới không gian mạng này thì phi long khi phát hiện ra vậy là phi long dùng cái từ chửi đó nhớ lại hàng loạt cái việc khác vu khống của bạn để hồng lắp hai điều, thứ nhất là cái xào phi long đào không mạng, thứ hai là cái nổ phi long nhỏ. Anh đi biên giới Tây Nam 10 năm về huyện nổi được quà giao anh không nhận, đi ngang cái chỗ đường từ từ đó đi về cũng đi là cái phòng trọ của anh ở là cái đi ngang cái nhà lồng này hồi nhà của anh được bán. Những hình ảnh đó là rất tiểu tiết của phi long. Mà sao anh phi long ở cái nhà vậy mà tại sao gọi là phòng trọ, phòng trọ mà sao lại có bà bộ bàn sa lông có đồ bài bản như vậy, nhà người ta hoành tráng đàng hoàng vậy anh cho phòng trọ, cái đó mới gọi là dẫn dắt đi, cái đó mới gọi là ma mị mà nói sai nói bậy cho người ta nghĩ lầm, phải không? Các bạn thấy không, anh phi long dở anh live stream ngay chỗ cái phòng khách nhà anh là một cái bộ ghế sa lông bự lấy phòng trọ làm gì mà có ai mà sắm cái bộ sa lông gỗ bự chà bá vậy để đó các bạn. Một cái sự ma mị dẫn dắt một cách là cho rằng là khán giả ở đây là trẻ con hết. Ngày hôm qua anh kia anh nói cái gì đã quên rồi, mà mọi cái quan điểm anh đưa ra là nó mang chứng là nó mang tính là ma mị dẫn dắt, mà vậy là không chịu chứ phải. Đây cứ là nói rằng anh Phi Long Võ là ở nhà trọ, ở nhà trọ hay không nhà trọ không có quan trọng, không vấn đề, cái đó là nó mang tính chắc là miệt thị coi thường người đời đó. Anh cũng chả là cái gì nhưng mà tại sao lại dùng những cái điều đó để mà miệt thị người đời, trong khi cái nhà anh Phi Long Võ dần vậy đó, cái nhà ở Bình Phước là nhà vùng vườn rộng, người ta làm cái nhà rất là rộng, cái phòng khách bự chà bá bộ salon cũng ngồi dần đó mà cho rằng đó là ở nhà trọ, ở phòng trọ làm gì mà có cái bộ salon đó, không dẫn chứng vậy đó mà dẫn chứng được, các bạn thấy không? Đúng là con người ông này gớm ghê thiệt cái chứ. Mà đi quý vị cứ coi đi, cái con người mà khi chia sẻ mà đi nổ là cái gì không, đi nổ mà làm cho người ta bị ngỡ vậy đó là gì, cao số là anh có 7 mẫu nhưng mà anh là ông già đăng ký số, cái cách nói đó để cho người ta bình thường. Lúc thì nói bán dê số, lúc thì nói là cựu chiến binh, lúc thì là quy cho người ta là đi coi giùm vườn cao su cho người ta, rồi bây giờ nói người ta là ở nhà trọ. Nói đủ các kiểu. Như vậy mà nói rằng là trong bài viết hôm nay anh nhắc đi nhắc lại 2-3 lần rằng là cái nhân văn và cái giá trị về đạo đức khi tham gia mạng xã hội là một người phải hiểu luật, phải chia sẻ một cách văn minh tử tế. Nhưng cái văn minh tử tế của anh nó mang tính nó rất là tiểu nhân, rất là nham nhở ở đây. Cái tắc của người trí giả nó là mà khi trí giả thì quý vị yên tâm, thời gian rất ngắn là câu trước câu sau là bất nhất. Vì lâu đó hiện nay rất rõ là bất nhất một hệ thống, do là bất nhất bởi một câu từ nào đó, một lần cứ nào đó, bất nhất một hệ thống. Sau chủ đại lệnh, không có câu chuyện xây dựng này trước thì là một khác, giờ một khác. Đành rằng cái dòng lòng chỉ có một cái là cứ ôm vô thiền an, người thiền an. Chúng tôi là ai đúng gì nói là đúng người Việt Nam mà phi lông chó không
trời ơi, bị lông nhỏ lại nữa, là ý muốn mình đứng ngay cổng nó làm cái chào cái mát đứng đó là hoa lục bình sang phê tâm tập của một phi long á, làm được ai đâu mà bảo vệ, biết cái gì đâu bảo vệ đó, cái chủ chứng minh, cái hội chủ chứng minh nó đầu lao đầu, bây giờ chắc hết cháu nói tôi được luật rồi, bây giờ nào mới đi nói gì nói luật thì ngu cái tôi nói cho những cái điều khoản đó. Đơn giản một điều là khi mà nói cho một người nào đó một hành vi mà họ bị định án không dám nói tên ra thì là nói sao vậy thôi, thứ nhất là nói sao, thứ hai là kẻ nó kẻ nó anh cứ cứ lo đi cài hàng cho người ta cái đọc tay nhanh cho anh lưu vào nhật ký à, anh cũng cũng cáo già anh cũng khâu lắm, anh dễ gì mà anh dụ được đâu ha, kêu tên kêu tuổi anh ra cho anh ghi vào nhật ký à, anh để đó hả, anh là ai không biết cái bản chất của anh không có bản lĩnh mà khi một việc nào đó làm mà không phải từ đầu đến cuối quyết tâm theo đuổi thì kẻ đó là kẻ kém chứ, lòng dạ đổi thay giữa những người xung quanh mình, đó là những dạng người trí giác, dầu cho một việc nhỏ thì lớn người ta giúp mình mà mình chưa có gì chứng minh người ta sai trái thì mình dội dạng vì lợi ích, vì cái hèn tích tụ, vì cái hận thù mình nuôi dưỡng trong lòng mình để được tấn công ra, đó là kẻ phản bội. Chính phi long nhỏ chưa đầy một tháng, phi long nhỏ đó là không gặp bất kỳ cái thông tin, chúng tôi không lấy một cái thông tin nào của mấy em hết á, thì bây giờ nói rằng là chính mấy em nói cho tôi, ủa cái câu nào đúng câu nào sai, con người mà ăn ngang đó được ăn thì làm xong mà nói đằng nhỏ, nó là phi long nhỏ vậy thì quý vị nghe cái gì, hàng ngày hết tiếng này lấy kia làm thường mà khi luận lý lập đồ đặt ra chẳng qua là sau tuổi thì cũng có xạo, giờ đất đai đóng bằng cò đã hết xong rồi, và cái hai nữa bây giờ người ta là đưa cho cái sàn giao dịch rồi hệ thống mạng nó phát hiện cái dạng mà trong điện thoại bắt alo rồi đó là còn chạy thì sẽ xét chạy đầu này cái chạy đầu kia thứ hai rồi đến ngày. Cái đó là cái vô duyên, cái sang đàn nhất của một người mà coi như là tào lao đấy. Cái chuyện riêng tư, cái chuyện cá nhân của họ đâu có ảnh hưởng gì đến anh đâu. À, bây giờ cho rằng cái nhà đất đóng băng rồi, sách xe sàn, cầm cái điện thoại cùi bắp chạy. Ngang một người tri thức mà nói vậy đó. Vậy mà lên giáo huấn người ta cho rằng là phải nhân văn, phải đạo đức, phải tôn trọng. Ừ, tôn trọng mà kêu một ông 70 lớn bằng cha bằng chú mình mà kêu bằng hắn, thấy không? Tôi cũng chạy, tôi cũng đi, cái đó bây giờ nó còn 2%, 1%, 5%, nó chưa nó còn vì lẽ đó, mà quay lại những người đứng sau lưng đó cũng làm việc, mặc dù mua rẻ thì những có gì đâu rẻ, những con người nhân cách gì vậy thì có gì đâu mà rẻ, mua rẻ thì nếu mà quý vị sử dụng không ra thì mà nó cũng đứng lên sử dụng, trên cái lợi dụng thiện ác để mà thỏa đi cái lòng si mê sân si của mình, cũng đừng có lợi dụng thiện ác mà ý muốn rằng làm cái việc là lòng tham, thỏa cái lòng tham, đó là cái nguyên gốc cái gạt nhạo và gạt mà thôi. Thì tôi quý vị luôn biết như thế đó là lý do mà trong cái đợt này quý vị thấy không có một luận cứ nào, không có một bằng chứng cơ sở nào khả gì mà đi tấn công, cứ đi lập luận thì sao quan cái không, cho nên cái tấn công đầu trước của Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Tấn Dũng chính là tác giả nấu cái lòng cho em. Sài Gòn có giống anh không? Có giống kỹ Sài Gòn anh mà không lối ra đấy không? Sài Gòn kiểu bồng binh là mà như anh về mới gọi là Sài Gòn. Cái tối ngày là nghiên cứu rồi phân tích rồi hết ông này tới ông kia, hết Tiến Dũng là tới bữa nay là tới Phi Long, là cái đó mới gọi là sà quần đấy, anh còn sà quần hơn họ nữa. Em mà trong đó có tính toán có đợt con mắt còn ghê gì đó, chúng ta nấu đồ cho heo đợt hôm nay Phi Long nhỏ cướp tay vô Dũng, chúng mày nấu để cho anh đây hả, anh đi gom cái con tép ở qua sử dụng, anh cũng phải vô lắm cho nên cái nồi cháo heo của Tiến Dũng bây giờ nó đa dạng. Phi Long nhỏ ác gì không? Đi rớt con bé. Ý tưởng rằng Phi Long nhỏ ý tưởng rằng là cần Phi Long nhỏ chửi là hay, bé ra không phải hay, mình hoàn toàn cảm cuối cùng nó làm hình ảnh của Phi Long nhỏ tan nát, thịt nát, nhưng mà xương chưa tan, còn giữ được cái xương, bé là thịt nát, xương tan, hình ảnh đó, nhưng mà xương còn. Còn nó cũng gọi là còn đấy. Nghe anh Sơn nói vui chứ các bạn ha. Phi Long chửi, vui. Phi Long nhỏ không cỡ nào. Tôi không cỡ nào. Hở ra là coi như là giả nhân giả nghĩa, người Việt Nam tôi không ai được động tới, thương mấy chú tiệm đò này tôi cũng quen mấy câu là quen, nghe giống, quen thôi là quen giống y tôi à. Rồi thì làm nhỏ thôi đi, nghỉ cái đò đi, không biết tự chúng ta quý vị yên tâm, cũng nói một tháng một tháng là biết được thời gian bao lâu đâu, không bao lâu những cái người mà tôi nói luôn là những nghe các bạn nghe không, nghe cái lối dẫn chuyện trách mấy người đời mình ngồi thì mặc cái áo áo vest bóng lưỡng vậy đó, trong thì áo
sơ mi rồi và thì bó cổ bài bản vậy đó, mà không biết là lên là soi mói xiên xỏ vào cái chuyện mà cá nhân, cái chuyện mà còn thua ba cái chuyện mà chị em phụ nữ họ tám ngồi ở ngoài chợ nữa cũng lôi ra, thấy không? Hết biết cho lão này. Mà ngồi ở đâu cái chỗ quán cà phê đâu nhìn thấy cùng bài bản ghê đó mà. Sử dụng con người đó không đạt mục đích đâu. Không bao giờ đạt mục đích. Tôi rõ là bởi vì chấp gì là cái công cụ của họ đó là cái gì? Thì chất không có, y môn không có. Mà cái khó là cái không cần là có, đó là cái chủ. Cái đó lẽ là cái không cần, thì là đưa lên. Như vậy, tôi lặp lại là quý vị cái âm mưu mà thỏa đi cái lòng sân si, bị đần đần. Thứ hai là bây giờ tấn công hai học, vì hai học không cộng tác với một. Thì không nên đem được những cái đó đi. Mà nếu giả thiết không bị, tôi không ngán ngại. Khẳng định, không bao giờ sợ, không bao giờ ngán ngại, không bao giờ lương bước cái chuyện đó. Chửi thì đâu phải là công cụ để mà lên mạng xã hội mà đưa lan tỏa nữa. Bây giờ cái lòng nhỏ chuyển sang một hình thức khác là nhớ quy lòng nhỏ đặt bị hai con người là tiến dụng và lão đại đưa ra những cái bằng chứng giả rồi đổ xuôi cho người khác hình ảnh anh đang cần gì đó đang không có chụp mũi chụp mang nằm giường tự đặt ra rồi đổ xuôi là bác khác đưa lên mạng để gì, để nói là bằng chứng mấy em là giả, quy lòng nhỏ đang sử dụng vậy, cái đó là phải bằng chứng. Một cái bằng chứng là gì? Bằng chứng là vật hoặc là người, mà nếu người bằng lời nói ra gọi là nhân chứng hoặc là người chứng. Nó phải hỏi bằng chứng, phải hỏi thanh trần. Bằng chứng phải hỏi cô học sĩ kia đúng không? À, mà coi như là dựng chuyện là phải hỏi anh ẩn danh. Đấy. Đó phải có khách quan, phải có tính liên quan. Hai cái điều đó trong cái sổ là rất cần phải làm cái đó. Chứ còn cái bằng chứng này đâu anh? Lão đại thì nói là chú Phi Lâm, chú Phi Lâm nói lão đại, ai đâu bằng chứng, khách quan đâu bằng chứng. Chính Phi Lâm rõ là người chửi bị tiêu dụng. Bây giờ lấy cái hội đồng chửi đó, giờ đem giờ làm bằng chứng. Thì quý vị tưởng tượng bằng chứng như được không? Có bằng chứng như được không? Công cụ Phi Lâm rõ là đi nói xấu, không sợ làm thật, vậy sao? Mà không dám đối tượng. Còn cái hèn, tôi thắt dám đối tượng. Không dám, có cái là không biết thắt. Mà lẽ ra phải là nói, tôi có bao giờ tôi nói là lâu lâu biết gì đâu. Thơ ca tôi biết thì còn tôi chia sẻ không có chủ động lâu hay một khô để tính méo hay một xu rồi đó. Cài hàng, cài quá rồi giờ cài hàng người ta không. Còn mấy phút nữa ráng nghe anh Đặng Danh nói hết cái bài này thì cuối giờ nói cái gì hả các bạn? Gần hết rồi đó. Từ cái câu từ ác nghiệp mà tôi thật ác luôn. Mới lẽ, bao lần là nó chửi người chết, chửi người sống, chửi người già, chửi trẻ. Là cái ác nghiệp của Phi Long chỗ này. Phi Long nhỏ thì bên ai thì coi như cũng có nghĩ là hại người ta luôn. Bên một tập quyền thì cũng đem trái bầu đâu, hoặc là bạn réo tới đây luôn rồi chẳng. Tập quyền che lắm biết bao nhiêu năm, sáng rồi giờ, ông chú của ông phơ lên. Thứ hai, sứ cháu ăn thì cứu chú để cái đem người ta đến thở không khéo không khác mà sợ thì tù ta chết. Người ta đang bơi phới tắm ngày không đủ còn muốn tắm đêm, mà có ông chú ăn thì ông cũng Phi Long nhỏ ông kêu ăn thì đem lên bằng thờ ra. Người ta đặt con người mà lên bằng thờ thì chỉ có một điều nhất là chồng như thế. Cầu cũng có thể là qua cái cầu Đại Hà, không có thể là lớp cầu Đại Hà chạy từ dòng con sim một là cam hai là cắn lúc vậy không. Vậy thì còn gì đâu mà không chú đi bảo vệ phụ nữ, bảo vệ phụ nữ gì đó mà nói người ta lên bằng thờ. Ủa cuộc đời con người là bị sợ gì vậy? Sợ cái chết nhất là Phi Long là ông chú chù cái đứa cháu gái rồi. Vậy thì bấy nhiêu phản ánh là trí tuệ. Ồ, nghe mà cái mấy cái bài mà chia sẻ của anh Đặng Danh thì các bạn thấy á, mấy ông mà làm trong luật sư hay hoặc là trong ngành luật sư hay hoặc là trong giới tri thức đồ, nghe cái cách chia sẻ phản biện của anh mà nhìn cái phong thái bên ngoài chắc họ mắc cười lắm các bạn ha. Mắc cười lắm. Một người á thì là ăn mặc các bạn nhìn thấy rất là lấn bóng luôn. Ngồi với lại cái thằng Phan Phát như là cái thằng gọi là đau bò đầu đau mặt ngựa. À, mà cái cách giảng chuyện của anh Đặng Danh này là nó tào lao, nó thiên đế. Những ai mà nằm trong cái giới ngành luật tri thức mà không biết là có nghe được mấy cái bài giảng chuyện của anh Đặng Danh này chắc họ cũng mắc cười và họ cũng bó phép với ông này. Không biết là cái kiến thức của ông không học, học ra để làm gì, chắc cũng bỏ quên hết đâu rồi. Ông bỏ xóm bếp rồi đâu hết rồi. Bây giờ ông ấp dùng những cái kiến thức mà ông thấy được ở ngoài đời trong tháng ngày mà ông để chạy shipper đi giao hàng rồi. Bây giờ ông áp dụng vận dụng vào trong cái vấn đề này, trong cái câu chuyện này để mà đối phó với nhiều người đó. Chứ còn cái kiến thức trường lớp ông học ra bằng cấp bây giờ ông bỏ đâu mất hết trơn rồi.
mà có phải là nó là mượn cái phong cách, cái tác phong bên ngoài là quần áo bóng lưỡng như thế này mà lại nói cái chuyện như thế này, là các bạn thấy nghĩ sao? Một người bình thường mà nếu như mà làm luật, họ nhìn vô cái tư cách là nghe nói là ông này là luật sư mà sao tối ngày hôm nay nói gì đâu ba, cái chuyện mà nó sang đàn, nó còn thua mấy cái bà mà nhiều chuyện ở mà đầu đường xá chợ luôn nữa, thấy không? Chính anh là một người là đã bán đứng bán rẻ cái nhân cách của mình ấy. Chẳng thà mà khi mà anh lên like mà anh nói cái kiểu này thì anh mặc cái bộ đồ rách rách nhấp nhấp vô cũng được. Thế còn đằng này mà ai mà một người mà ăn mặc nó bóng lưỡng như thế này, nhìn vô thì nghĩ cứ nghĩ là nghĩa là à ông này chắc cũng trình độ, cũng bài bản gớm ghê lắm, mà sao ông nói chuyện sao mà nó giống trẻ con, nó giống y mấy cái bà mà đi ăn xin đi quét rác đâu ngoài đường ngoài chợ với trời. Khó hiểu. Bắn lòn là như vậy. Đối xử tôi bắn lòn quá cái đâu. Tôi không bắn lòn gì hết. Tôi cứ xin sự liên ngàn đó, muốn làm trước đi. Tôi nói tên phía lâm nhỏ là phía lâm nhỏ, hành vi tôi lên án là tôi nói tôi lên án. Chào có cái vụ mà gì? Tóc xịt tinh tê, không chắc, không nói hẹn. Không có vụ kiểu cái tên, sư, hai sư quá khứ. Tôi muốn cái đó tên tôi là, nếu nó sai tôi nhận lỗi tôi xin lỗi. Nếu mà nó sai thì tôi bị hình chấp một lỗi. Có người có ai có chịu chứ. Cài hàng không, tối ngày cứ đi gài hàng luật sư quá khứ rồi đúng rồi. Trước đây thì nghe đó ông là luật sư, nhưng mà bây giờ không biết là có phải luật sư hay không. À, bên ngoài nhìn vô thì tưởng là luật sư nhưng mà không phải là luật sư. Khổ vậy đó. Còn bà kia thọc thọc tê tê tưng 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 là đúng rồi. Nó xứng đáng với cái biệt danh đó mà. Đã thì quá chứ không các bạn, là phải đầy đủ. Cái trí tuệ của bạn là đặc biệt là phải trung thực các bạn. Và cách trung thực các bạn. Chứ không có cái chuyện mà chửi người ta mà không dám nói tên nữa. Thì bởi vì là quý vị không cần làm cái gì hết. Đổ đó là coi như là đẹp. Xin thưa rằng Phi Long Nhỏ nói rằng là tụi tôi kêu tẩy chay. Phi Long Nhỏ là người kêu tẩy chay thường đúng. Còn tôi chưa bao giờ kêu tẩy chay bất kỳ một tên nào. Tụi tôi có thể lựa hành sử dụng phương pháp đó. Tôi dám nói rõ là Phi Long Nhỏ bây giờ là còn bày đặt lên cái chuyện nói rằng là tôi là cái người gì không có nổ một cái tên YouTube. Tôi làm được cho Phi Long Nhỏ nắm thắng tay lần nghe tôi nói là tôi là cái người mà không muốn lập tên YouTube. Còn cái việc mà tôi có trên cái cộng đồng mạng này là tôi sinh hoạt chung. Đây là máy nhà chung, máy nhà của mạng xã hội. Và khi tôi tham gia như vậy thì tôi ở góc độ cái cuối cùng dầu cho YouTube hay khán giả cũng đạt tới một điểm đó, chia sẻ trung thực khách quan. Cái điểm tính của tôi là vậy thôi. Chứ không có phải là YouTube hay là không YouTube. Mà thông qua cái mạng xã hội đó, người đó chia sẻ về một hiện tượng xã hội. Và cái hiện tượng xã hội đó được phản ánh một cách trung thực khách quan. Và trung thực khách quan nếu là cái người chia sẻ đó hoặc là YouTube hoặc là khán giả phân tích bình luận mà đảm bảo được cái khách quan, đảm bảo được cái tính khoa học, đảm bảo được cái thượng tôn pháp luật, đảm bảo được cái quy chuẩn đạo đức xã hội, văn minh lịch sử, sự thì cái đó người ta cần. Chứ không phải là YouTube hay không YouTube, YouTuber hay không YouTuber. Cái từ người ta dùng đó là chia sẻ. Mà trong khi đó, cái YouTuber là không có bằng một cách, không có đòi hỏi gì. Thì bấy nhiêu thôi, thì cũng đã thấy là Phi Long Nhỏ nhận định về một cái chuyện YouTuber không xác, không đúng cái nhu cầu của sao. Lặp lại cho Phi Long Nhỏ nghe nè. Tôi á là không cần làm tên YouTube, nhưng tôi chia sẻ trên mạng xã hội để ai cũng biết liên quan đến này. Và như vậy cho rằng có một cái kiếm nhạc cho rằng tôi là người không có tên YouTube, cũng như là người không có nhà. Tôi không có tên YouTube, nhưng tôi ở nhà lầu ba. Xin chào Nhật Anh Trần. Chào đời là bể khổ. Nhưng mà có sao nói vậy, tôi còn thêm. Tôi không nói 5, tôi không nói 4, tôi nói 2 được, nói 3, tôi nói 2. Còn người thì có tên YouTube cho rằng là tình chia sẻ độc lập, kênh độc lập. Nhưng mà đi ở trong sau khi đã lý luận rằng là YouTube không có, không khác là không có nhà. Không có tên YouTube có nghĩa là tôi không có nhà. Đi chia sẻ những kênh khác nhờ, kênh khác thì coi như là ở nhờ. Thì tôi nói vậy đó. Tôi chia sẻ là tôi không có nhờ ai hết đó. Mà trong trường hợp đó là tôi chia sẻ, nếu có cỡ thì tôi chia sẻ kênh đó. Còn nếu không có thì không. Tôi không mặc cả, không đòi hỏi, không có kiện gì, tôi ít gì. Vì lẽ đó đó, mà lặp lại đó là không tên YouTube, là không tên YouTube thì không muốn. Chứ không phải là không tên YouTube coi như không có nhà. Đó là cách sản xuất tàu lao. Đó là tàu lao. Đó là đó, là thưa quý khán giả, giờ đây, câu chuyện nó sẽ tới những cái việc mà trên cộng đồng mạng đặc biệt, từ lúc tới giờ, có một cái luồng cầm sau lưng, đang khuyên động. Và tôi xin thưa quý vị, tôi cứ tiếp tục tôi chờ xem, thì làm được gì. Ở đây tôi không thắc. Nhưng tôi vẫn biết là không làm gì. Bởi vì nó mở màn ra đi từ cánh cửa phi nghĩa. Đã mở màn đi từ cái ngôi nhà phi nghĩa. Trước đây là nghĩa địa, bây giờ là phi nghĩa. Bởi một cái chồng, những cái chồng sau lưng nó làm cho cái cửa nhà mở đi là từ phi nghĩa. Thì chắc chắn rằng cái mảnh đất nhất nghĩa sẽ vụ trồn. Xin giả nói vậy. Một cái nhóm người mà khởi sĩ ra đi từ căn nhà phi nghĩa thì họ sẽ tới đúng cái mảnh đất nhất nghĩa đó. Họ bỏ thay. Tới cuốn cửa, cuốn cửa sau đó là vậy.
thưa quý khán giả, hôm nay đang đi trong Nghệ An về quay bằng phát anh em hôm nay, và bây giờ cũng đang có khách đi gặp khách, thì tôi chia sẻ tạm dừng tại đây. Tôi sẽ có một vài có những lần chia sẻ tiếp tục, những lần chia sẻ đó là chắc có lẽ bây giờ mà đi mà phản ứng phi đồng đó, tôi nghĩ là tôi tới một lúc này tôi sẽ suy nghĩ là suy nghĩ gì vô bổ. Đương nhiên một vài nhóm tôi sẽ nói những vô bổ, tôi sẽ nói những cái chuyện mà cái quan pháp chung, và trong cái trường hợp là phải bắt khó sự thật trong cái đợt này. Nếu những cái người đó không tiếp tục những hành xử như là thì tôi bắt khó để cho cộng đồng mạng, để cho những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân không bị lợi dụng ở thứ tám này, là đang làm một cái gì là thiết lập một con đường quy cấp mới, quy tụ mới, lấy cái danh nghĩa giúp đỡ người khác, chuyện đó đang xảy ra thường. Đó là cái chuyện một lần. Còn cái phi đồng thoại đã qua là cái quân được sử dụng mở cửa ra đi từ cái căn nhà phi nghiệp yên tâm sẽ dùng thay lại mặt các chính nghĩa khác để động đến nghĩa cái chuông chúng ta. Đây hôm nay lại cho anh Phi Long là fan của chính nghĩa, fan chính nghĩa mà ra đấy, chính nghĩa là đây là chính nghĩa địa đấy, ý là nói vậy đó. Có nghĩa là anh Phi Long là bây giờ đang đối phó với lại anh Đảng Danh này, vạch trần lôi ra hết cái sự thật, chỉ đúng cái điểm nguyệt điểm yếu của anh Đảng Danh này rất là cay, cho nên bây giờ cứ đổ vạ cho anh. Anh Phi Long là chính nghĩa rồi, chống phá rồi, coi như là theo pha Tiến Dũng, rồi bị Tiến Dũng mua chuộc, rồi nói chung là đủ các cái kiểu mà để cho anh nhận định và anh dẫn dắt. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì khán giả bây giờ người ta cũng đã quá thông minh và cũng đã quá là hiểu rồi. Trong thực tế của cái câu chuyện này thì đến bây giờ ở một cái góc độ nhìn nhận khách quan, khán giả cũng đã rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm trong cái bài học khi tham gia mạng xã hội, khi giao lưu, khi kết nối với một ai đó, thì chắc chắn đến bây giờ ít nhiều khán giả cũng là người đủ để tỉnh táo, để nhìn nhận biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, là sai, để mà lần. Chứ không thể mà mù mờ đến một mức độ mà có thể là bán rã cái nhân cách của mình một cách mù mờ như vậy, để rồi chạy theo một cái cám dỗ gì đó mà không biết mình là ai, rồi cuối cùng bị u mê, bị dụ dỗ để làm một con người mà nó bất nhất trong xã hội như thế này thì khó mà chấp nhận. Cho nên đến bây giờ là các bạn thấy đó, anh Ẩn Danh này thì ngồi cái việc mà lên công kích, nói kiểu theo cái kiểu của anh, nó gọi là công kích đó. Anh kêu là công kích, tấn công đánh phá tụi tôi, việc làm của tụi tôi là giúp đỡ cho Thiền Am. Những cái ngôn từ, những cái luận điệu đó nghe nó rất là quen thuộc, nghe nó rất là giả tạo, nghe nó rất là ma mị. Nhưng đến bây giờ những cái luận điệu này anh vẫn áp dụng để mà mù mịt, để mà nhồi sọ vào những con người mà đến bây giờ vẫn còn u mê cái kiểu là bất chấp như vậy đó. Cho nên dù sao đi chăng nữa thì trong cái kế hoạch của anh đến bây giờ cũng đã là thất bại rất là nhiều, mất đi niềm tin rất là nhiều. Và cuối cùng lại thì đến bây giờ cái hiển nhiên tồn tại thì cũng không biết là anh là ai và mục đích của anh là gì. Anh thì cứ nói rằng là tôi tham gia vào cái tình thất này không vì tiền, không vì quyền lợi, không vì điều kiện, mà nghe nó rất là vô lý. Rồi không biết là cái công việc chính đáng bình thường của anh là mọi ngày anh làm cái gì cũng không biết, mà thấy anh rảnh rỗi đến nỗi là coi như là ngày nào cũng lên like, ít nhất là 2 like, 2 like, 3 like, ít nhất là 1 like, rồi tranh thủ, rồi chạy tới chạy lui Tiền Am là một tuần là cũng phải vài lần vào đó. Thì thử hỏi ngồi cái trong một tuần 7 ngày đó giờ hành chính anh làm việc gì, rồi thời gian đâu mà để anh nghe ngóng rình mò các kênh kia nói chuyện gì về anh. Hiện tại thì trong cái drama này nó rất nhiều kênh, mấy chục kênh luôn, kênh nào anh cũng biết, ngày nào anh cũng biết cái đề tài của kênh nào nói gì về anh, Tiến Dũng nói gì về anh, rồi rất nhiều. Rồi thời gian gần đây anh lại đi rình mò vào trong cái kênh của mẹ Nắm Như Quỳnh để thể hiện cái sự hèn hạ của mình, muốn lăng la, muốn nịnh bợ lại mẹ Nắm Như Quỳnh để tìm lại những cái gì mà còn sót lại ở nơi đấy. Thì thử hỏi cái công việc của anh là ngày làm gì các bạn? Mặc áo vest, cà vạt, bút nhấc túi, rồi chắc cũng cứ đi lang thang ngoài đường, rồi hết kênh này đến kênh kia để dạy với chồng. Đó cũng là cách mà để cho anh là thể hiện cái sự nhân đạo á, làm không vì tiền. Vợ con ở nhà chắc cũng là
cho anh uống nước lã, hay hoặc là anh không 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 ăn không uống là sao mà anh rảnh rỗi quá đến mức độ mà quá là vô lý như thế này. Và đến bây giờ thì các bạn thấy sau cái vụ việc mà kết nối với lại cái vị chủ tịch kia, đến bây giờ cũng đã là hơn 2 tuần rồi đấy. Cái ngày mà anh chủ tịch kia hứa là 2 tuần nữa là tôi sẽ bay về Mỹ mang cái hợp đồng này để về tư vấn tham khảo, để rồi đưa ra cái quyết định sau cùng làm cái việc cho các bé trong người Thiện Nam, để xem thử trong thời gian này anh có nhắc đến cái vị chủ tịch kia và có nhắc đến cái quỹ học bổng kia không nha các bạn. Bởi vì đó là một cái kế hoạch tiếp theo mà anh dựng ra để làm cho cái kế hoạch của anh, nhưng cuối cùng đã bị vỡ trận rất là nhiều, cho nên là từ đó mà khiến cho anh càng ngày càng bấn loạn tinh thần, càng điên tiết, cứ tối ngày là lên live, là cứ là hết Phi Long Võ lão đại tới Tiến Dũng rồi đủ các kiểu. Như vậy thì trong đường live hôm nay chúng ta cũng đã nghe cái bài chia sẻ buổi chiều nay của anh Đặng Danh khi anh đi công tác đi công tác vào văn phòng luật sư anh đang mở ở trong tỉnh Thất ấy, cho nên tối ngày là anh ở trong đó không à, còn không biết hiện tại thì không biết là bây giờ là anh làm cái gì nữa. Thôi kệ anh làm gì thì kệ anh, hai các bạn, miễn rằng là anh giúp cho đời được rồi. Tối ngày mà anh lên anh liên thiên như vậy để mình có chuyện có chuyện nói, rồi cũng có thời gian để lên trò chuyện, để rồi biết thêm cái sự thật về anh Đặng Danh này thêm tí nữa ha.